Xin chào bạn đã đến với kênh của Linh. Ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục chia sẻ về cái sản phẩm An Thịnh Đầu Tư của công ty Daiichi. Thì kể từ khi mà mình làm một số cái video mà review về cái sản phẩm An Thịnh Đầu Tư cũng như là hướng dẫn về cách đọc hiểu cái bảng minh họa hay là cái hướng dẫn về cách tính cái giá trị tài khoản các con số trong bảng minh họa của sản phẩm An Thịnh Đầu Tư thì cũng có khá nhiều khách hàng có liên hệ với mình và cũng hỏi mình là vậy thì họ có nên mua cái sản phẩm này hay không? Thì hôm nay thì mình sẽ làm một cái video để phần nào đó trả lời câu hỏi đó, nhưng mà nó theo một cái hướng nó hơi khác một chút. Đó là mình sẽ chia sẻ những cái trường hợp mà theo mình thì các bạn không nên mua hoặc là chưa nên mua cái sản phẩm An Thịnh Đầu Tư này. Hy vọng là nó có thể phần nào đó giúp ích cho các bạn trong quá trình các bạn cân nhắc để tham gia sản phẩm này hay không. Trong video này thì mình sẽ chia sẻ về ba cái trường hợp mà theo mình nghĩ là các bạn sẽ tạm thời là chưa nên tham gia cái sản phẩm An Thịnh Đầu Tư này. Cả lý do đầu tiên, trường hợp đầu tiên đó là nếu mà bạn có cái dự định tham gia sản phẩm này trong thời gian ngắn hạn. Và ở đây thì mình sẽ nói thiên về cái yếu tố tích lũy hơn. Còn phần bảo hiểm thì mình sẽ nói ở phần sau. Khi mà nói về cái sản phẩm này và nói về cái phần tích lũy thì rất nhiều khách hàng cũng có hỏi mình là họ đã tham gia sản phẩm này được 2 3 năm rồi. Và nếu mà họ khi sau đó thì họ dừng lại thì họ có được nhận được cái phí mà họ đã đóng vào hay không? Hoặc là một câu hỏi khác. Đó là họ được tư vấn là chỉ cần tham gia khoảng 5 6 năm thì cái tham gia sản phẩm 5 6 năm và sau đó thì họ sẽ là nhận về gốc và lãi. Cái trường hợp này thì thường gặp nhất đối với những khách hàng mà mua qua kênh ngân hàng. Thì để trả lời cho cả hai câu hỏi này thì do dù là 2 năm, 3 năm hay là 5, 6 năm thì theo mình nó cũng là những thường trường hợp mà mình tạm gọi là tham gia trong thời gian nó ngắn hạn. Và nếu mà các bạn chỉ dự định tham gia trong 2, 3 năm hay là 5, 6 năm thì trong đa phần các trường hợp là các bạn sẽ không nhận về được cái số phí mình đã đóng. Để mà các bạn tham khảo thì các bạn có thể xem ngay ở trong cái bảng minh họa của cái hợp đồng của bạn. Thì ở đây mình sẽ cho các bạn xem một cái ví dụ. Ở đây thì trong ví dụ này là một cái bảng minh họa của một khách hàng 30 tuổi này. Khách hàng này đóng phí hàng năm là 25 triệu, trong đó phí cơ bản là 15 triệu và phí đóng thêm, phí đầu tư thêm là 10 triệu. Là một năm khách hàng này đóng phí 25 triệu. Bây giả sử như khách hàng này chỉ dự định tham gia 5 năm thôi thì các bạn nhìn thấy sau 5 năm thì cái tổng phí đóng của khách hàng này sẽ là vào khoảng tầm 125 triệu. Thì chúng ta sẽ xem đến cái giá trị tài khoản. Thì ở đây chúng ta trong bảng minh họa của sản phẩm An Thịnh Đầu Tư thì nó sẽ có hai mức, đó là mức tỷ suất đầu tư thấp và mức tỷ suất đầu tư cao. Cho nó ở ví dụ này thì mức tỷ suất đầu tư thấp sau 5 năm nó sẽ là vào khoảng tầm 85 triệu, còn ở mức tỷ suất đầu tư cao nó vào khoảng tầm 107 triệu. Tức là thậm chí ở mức tỷ suất đầu tư cao, ở tỷ suất đầu tư cao ở đây thì là nó chỉ là con số mức ở mức 9%. Bởi vì trong ví dụ này khách hàng đang đầu tư 100% vào quỹ dẫn đầu, mà ở quỹ dẫn đầu thì cái tỷ suất đầu tư nó ở mức 9%, ở mức cao. Thì như vậy sau 5 năm, giả sử như cái giả định này là đúng, tức là mỗi năm khách hàng là nhận về đúng 9%, thì sau 5 năm cái số tiền mà khách hàng này sẽ nhận về được nó sẽ là 107 triệu. So sánh với cái số phí mà khách hàng đã đóng vào sau 5 năm sẽ là 125 triệu. Tức là chúng ta có thể nói một cách nôm na là khách hàng này đang bị lỗ đúng không ạ, về mặt tích lũy. Thì các bạn có thể thắc mắc là tại vì sao mà ở mức tỷ suất đầu tư cao hơn, thậm chí là cao hơn so với ngân hàng đúng không ạ, ở mức 9% mà cái số tiền mà khách hàng có thể tích lũy được sau 5 6 năm nó lại còn ít hơn cái vốn mà khách hàng đóng vào đúng không ạ? Thì lý do chính đó chính là do đối với sản phẩm An Thịnh Đầu Tư, trước hết nó là một sản phẩm bảo hiểm kết hợp đầu tư. Tức là cái phần đầu tiên của nó sẽ là phần bảo hiểm. Và khi mà tham gia một sản phẩm bảo hiểm thì các bạn sẽ bị trừ đi một số loại chi phí. Thì ở đây đối với một sản phẩm bảo hiểm đầu tư như là An Thịnh Đầu Tư thì các bạn sẽ bị trừ đi một số loại chi phí chính như sau. Các bạn cũng có thể xem các loại chi phí đó ở trong cái bảng minh họa về phân bổ phí. Ở đây mình sẽ lấy ví dụ vẫn ở trong cái trường hợp của khách hàng này đóng phí 25 triệu một năm này. Thì sẽ có một số loại chi phí mà các bạn nhìn thấy ở trong bảng minh họa này. Thứ nhất là chi phí ban đầu. Ở đây chúng ta nhìn thấy con số chi phí ban đầu ở năm thứ nhất đi là 11,75 triệu. Tức là
khách hàng này đóng phí vào 25 triệu thì đã bị trừ đi 11,75 triệu cho chi phí ban đầu. Tức là với 25 triệu đóng vào thì khách hàng chỉ còn 13,25 triệu là được đưa vào các quỹ và được mang đi đầu tư. Tuy nhiên không phải là toàn bộ 13,25 triệu này được mang đi đầu tư hết mà nó lại tiếp tục bị trừ đi các loại chi phí khác. Mà cụ thể ở đây là chi phí rủi ro của sản phẩm chính và phí của liên hợp đồng. Đây là trong ví dụ này đâu nhé. Trong ví dụ này khách hàng này đang không tham gia các sản phẩm bổ sung nên các phần phí rủi ro về của sản phẩm bổ sung này thì cũng sẽ không bị tính ở đây. Như vậy chỉ xét riêng ở năm hợp đồng thứ nhất thì chúng ta có thể thấy là khách hàng này đóng tổng phí đóng năm đầu tiên là 25 triệu, khách hàng bị trừ đi 11,75 triệu cho chi phí ban đầu và còn 13,25 triệu được đưa vào các quỹ đơn vị mà cụ thể ở trong ví dụ này là quỹ dẫn đầu. Sau đó khách hàng bị trừ đi hai loại chi phí nữa là chi phí rủi ro và chi phí của liên hợp đồng với số tiền tương ứng ở đây khoảng tầm 1,75 triệu đối với phí rủi ro và 540.000 đối với phí của liên hợp đồng, tức là đâu đó vào khoảng tầm 2 triệu 2. Tức là 13,25 triệu mà trừ đi 2 triệu 2 thì nó sẽ vào khoảng còn khoảng tầm 11 triệu là thực tế được mang đi đầu tư thôi. Tức là với 25 triệu đóng vào thì khách hàng thực tế là chỉ có 11 triệu được mang đi đầu tư và khoảng tầm 14 triệu là bị trừ đi các loại chi phí. Tương tự như vậy các năm tiếp theo thì khách hàng cũng sẽ bị trừ đi các loại chi phí giống như vậy, chi phí ban đầu, chi phí rủi ro và chi phí của liên hợp đồng. Thì đây là cái lý do chính dẫn đến cái việc là tại vì sao ở cùng một mức tỷ suất nó cao hơn so với lãi suất ngân hàng, mà cụ thể đây là 9%, mà cái kết quả cuối cùng, tức là cái số tiền mà khách hàng tích lũy được sau 5 6 năm ấy, nó lại ít hơn so với trường hợp là khách hàng đi gửi tiết kiệm ngân hàng. Thì về chi tiết về cái chi phí ban đầu là gì, ý nghĩa là gì, hay là chi phí rủi ro, chi phí của lý hợp đồng là gì, cách tính, ý nghĩa thì mình đã có một cái video khác nói chi tiết rồi. Đó là cái video về hướng dẫn về cách đọc các con số cho bảng minh họa của sản phẩm An Thịnh Đầu Tư này. Ngoài ra thì về cả cái phần bảng minh họa liên quan đến giá trị quỹ, ví dụ như các con số về giá trị quỹ hợp đồng này và cuối các năm ở đây này, ở mức tỷ suất đầu tư thấp hay là cao được tính toán như thế nào, thì mình cũng đã có một cái video khác nói về cách tính cái giá trị tài khoản, giá trị quỹ của sản phẩm này rồi. Thì mình sẽ để đường link của hai cái video đó ở phía dưới phần mô tả, các bạn có thể tham khảo để có thể hiểu rõ hơn. Thì tóm lại ở cái trường hợp đầu tiên, cái lý do đầu tiên mà theo mình là các bạn không nên tham gia, không nên mua sản phẩm này, đó là khi mà các bạn chỉ có ý định tham gia trong thời gian ngắn hạn. Tại vì nếu mà tham gia trong ngắn hạn thì về mặt tích lũy các bạn cũng sẽ, như các bạn nhìn thấy đây này, nó cũng sẽ không có lợi cho các bạn. Và về mặt bảo hiểm thì trong đa phần trường hợp thì nó cũng không có nhiều lợi ích lắm nếu mà các bạn chỉ định tham gia bảo hiểm trong ngắn hạn. Trường hợp thứ hai mà theo mình nghĩ là các bạn có lẽ là không nên mua cái sản phẩm này, đó là khi mà các bạn không hiểu về cách tính lãi lỗ. Và ở cái ý này thì mình vẫn tiếp tục nói thiên về cái phần yếu tố đầu tư của cái sản phẩm An Thịnh Đầu Tư này. Thì khi mà nói đến yếu tố đầu tư, hay cụ thể hơn là về cái cách tính lãi lỗ khi tham gia sản phẩm này, thì có hai điểm các bạn sẽ, theo mình nghĩ là các bạn sẽ nên quan tâm. Thứ nhất đó là về lãi suất, hay là đối với cái dòng bảo hiểm này thì cái thuật ngữ đúng thì chúng ta sẽ sử dụng là tỷ suất đầu tư. Thì cái tỷ suất đầu tư trong sản phẩm này thì nó khác với cái lãi suất ngân hàng mà các bạn thường quen, đúng không ạ? Với lãi suất ngân hàng thì chúng ta sẽ biết trước được lãi suất trong mỗi năm là bao nhiêu. Ví dụ chúng ta dự định tham gia gửi tiết kiệm trong 2 năm, 3 năm thì chúng ta đều biết rõ được, là biết trước được là cái lãi suất trong mỗi năm là bao nhiêu, và chúng ta sẽ có thể tự tính toán được là ví dụ sau 2 năm, sau 3 năm hay là sau 4 năm thì cái gốc và lãi mà chúng ta nhận về được là bao nhiêu. Tuy nhiên đối với sản phẩm An Thịnh Đầu Tư thì cái lãi của các bạn nó lại phụ thuộc vào một yếu tố khác, đó chính là nó phụ thuộc vào cái giá mua và bán cái đơn vị quỹ của bạn. Thì có thể các bạn cũng đã biết rồi, khi mà tham gia sản phẩm này thì chúng ta sẽ được, sau khi mà cái phí đóng vào này, sau khi mà trừ đi các loại chi phí liên quan thì cái phần tiền còn lại được đưa vào các quỹ, và mỗi quỹ đó thì nó sẽ có các cái đơn vị quỹ và nó sẽ có giá đối với quỹ của mỗi quỹ nó sẽ khác nhau. Thì mình sẽ lấy một cái ví dụ ở đây. Đây là cái
cái bảng thể hiện cái giá đơn vị quỹ của các quỹ của sản phẩm an thị đầu tư từ đầu năm 2022. Các bạn nhìn thấy đây, giá ở kỳ định giá đầu tiên của năm 2022 nó là ngày mùng 5 tháng 1. Ví dụ như là quỹ tăng trưởng là 26.868 đồng một đơn vị quỹ. Thì đến ví dụ đến tháng 7, mùng 7 tháng 9 năm 2022, tức là sau khoảng tầm 8 tháng, thì giá đơn vị quỹ nó đang vào khoảng là 23.294 đồng, 295 đồng đúng không ạ? Thì mình sẽ lấy một cái ví dụ để các bạn có thể hiểu hơn là cái lãi suất thực tế nó sẽ của các bạn nó sẽ khác như thế nào. Dạ, về giả sử đi, các bạn tham gia cái sản phẩm này vào đầu năm, và tại thời điểm mà đó các bạn mua, mà các bạn chọn cái đầu tư vào quỹ tăng trưởng, và cái giá của đơn giá đơn vị quỹ tăng trưởng mà tại cái thời điểm đó vào ngày 5 tháng 1 này là nó là 26.868 đồng một đơn vị quỹ. Đến khoảng đầu tháng 9, vì một lý do nào đó các bạn cần phải rút tiền ra. Thì khi mà các bạn rút tiền ra, để mà rút tiền ra thì các bạn sẽ cần phải thực hiện một cái việc, đó chính là việc chúng ta sẽ bán các đơn vị quỹ mà các bạn đang sở hữu tại thời điểm đó. Và ở thời điểm này thì cái giá đơn vị quỹ tăng trưởng, cụ thể là vào ngày 7 tháng 9, nó là 23.294,64 đồng. Ở đây mình làm tròn nên là 23.295 đồng một đơn vị quỹ tăng trưởng. Thì như vậy nếu các bạn rút tiền, hay nói cách khác là các bạn bán đơn vị quỹ vào thời điểm này, thì cái kết quả đầu tư của bạn trong khoảng tầm 8 tháng đó là con số là lỗ 13,3%. Tất nhiên ở đây thì mình đang lấy con số này để lấy ví dụ cho các bạn hiểu thôi. Đó là cái lãi của bạn thì nó có thể khác so với cái lãi suất mà công ty công bố. Các bạn có nhìn thấy là khi mà vào hàng năm hay là vào tầm tháng 4 hàng năm thì Daiichi sẽ có gửi các báo cáo của quỹ hoạt quỹ lên cái đơn vị, trong đó thì nó có sẽ có cái tỷ suất đầu tư đúng không ạ, của các năm năm trước, hay nó chính là cái kết quả đầu tư của các quỹ đơn vị. Thì các bạn nhìn có thể thấy là cái mức lãi suất, cái mức tỷ suất đầu tư mà công ty công bố nó có thể thường là nó khá là cao, có những năm thì nó rất là cao, có thể lên đến 20-30%, nhưng mà cũng có một số năm nó bị lỗ. Nên đa phần nếu mà chỉ nhìn vào con số về phần trăm thì các bạn thấy là đa phần là cái tỷ suất đầu tư nó là dương. Tuy nhiên có một điểm các bạn cần lưu ý, đó là cái tỷ suất mà công ty công bố đó ấy, thì nó được tính toán bằng cách là so sánh giá đơn vị quỹ của cuối năm so với đầu năm. Thì tức là cái ý mình ở đây đó là cái tỷ suất mà công ty công bố thì nó có thể nó khác so với cái tỷ suất thực tế mà các bạn nhận được. Tại vì giả sử như năm 2022 này đi, đầu năm mức tỷ suất nó đang à cái giá đơn quỹ đang là 26,8 nghìn một đơn vị quỹ. Đến tháng 9 thì nó giảm xuống còn 23 nghìn một đơn vị quỹ. Nhưng mà giả sử đến ngày 31 tháng 12, tức là đến cuối năm 2022, nó giá đơn quỹ nó lại bắt đầu tăng lên. Mình lấy giả sử như là nó lên đến mức 28.000 đồng đi, thì khi đó cái tỷ suất mà công ty công bố nó lại là một con số dương, nó là lãi. Nhưng vấn đề là không phải là chúng ta mua bán đơn quỹ hay là chúng ta rút tiền thì không phải là thường, không phải là tròn năm, mà chúng ta có thể là rút tiền bởi vì tại thời điểm đó chúng ta cần phải rút tiền. Thì khi đó cái tỷ suất đầu tư của chúng ta nó sẽ khác so với cái tỷ suất đầu tư của công ty công bố, bởi vì cái giá đơn quỹ mà tại thời điểm chúng ta bán ấy, đơn vị quỹ ấy, chúng ta rút tiền ấy, thì nó sẽ khác so với cái giá đơn quỹ vào cuối năm. Thì do đó cái lãi của chúng ta mà nhận được thì nó còn phụ thuộc vào cái việc là chúng ta bán đơn vị quỹ vào lúc nào. Thế giả sử như là vẫn là trong ví dụ vừa rồi, đến cuối năm giá đơn vị quỹ tăng trưởng nó là khoảng khoảng tầm 28.000 đi, nhưng mà tại thời điểm đó các bạn không bán, mà ví dụ đến tầm tháng 2, tháng 3 năm 2023, tại thời điểm đó các bạn mới cần rút tiền, và các bạn muốn bán đơn vị quỹ đi và rút tiền. Nhưng mà tại thời điểm đó giá đơn vị quỹ nó lại quay về mức khoảng tầm 23 nghìn, 23,2 nghìn đồng một đơn vị quỹ, giống như là tại điểm này, thời điểm tháng 9 này. Thì khi đó cái mức lãi lỗ của bạn thì nó lại là con số âm, tức là các bạn sẽ bị lỗ 13%. Thì như thế thì nó cũng sẽ giải thích cho cái thắc mắc của bạn là tại vì sao là năm ngoái thấy công ty công bố lãi suất nó là dương,
mà tại sao bây giờ rút tiền ra thì lại là lỗ? Thì lý do chính là bởi vì tại cái thời điểm mà các bạn bán được với quỹ, các bạn rút tiền ấy, thì giá đồng quỹ nó đang giảm. Vậy nên nó sẽ dẫn đến cái việc là cái lãi của bạn nó sẽ khác so với cái tỷ suất mà công ty công bố. Thì đó là ý thứ nhất về cái vấn đề là lãi suất hay là tỷ suất đầu tư. Một cái ý nữa mà các bạn cũng sẽ cần phải quan tâm đó chính là về vấn đề vốn đầu tư thực tế trong cái sản phẩm an để đầu tư. Thì các bạn có thể là xem lại ở trong cái bảng minh họa về phần phân bổ phí, mình cũng đã nói khá là rõ đúng không ạ? Như ở phần trước mình đã nói lấy ví dụ rồi, như năm thứ nhất này các bạn đóng phí 25 triệu vào, sau đó là trừ đi các loại chi phí thì nó vào khoảng tầm 14 triệu ở năm thứ nhất đúng không ạ? Tức là chỉ có 11 triệu của các bạn là được money đầu tư thôi. Bây giờ giả sử như là lãi suất trong một năm đi, mình lấy tròn một năm là 10%, thì nếu mà không hiểu điểm này mà các bạn vẫn có suy nghĩ là toàn bộ phí đóng được money đầu tư hết, tức là các bạn đóng vào 25 triệu lãi 10%, thì tức là bạn sẽ nhận lãi của bạn về con số nó sẽ là 2 triệu rưỡi đúng không ạ? Và nếu mà theo đúng như cách mà chúng ta gửi tiền ngân hàng thì chúng ta sẽ có 25 triệu tiền gốc cộng với 2,5 triệu tiền lãi, tức là sau 1 năm thì chúng ta sẽ có là 27,5 triệu đồng là bao gồm gốc và lãi đúng không ạ? Thì đấy là cách tính so với cái cách tính của cái việc là chúng ta gửi tiết kiệm ngân hàng. Nhưng mà đối với sản phẩm thị đầu tư này thì như mình đã nói, cái số tiền thực tế được mang đầu tư nó chỉ là 11 triệu thôi, 11 triệu trên 25 triệu phí các bạn đóng vào. Thì vẫn với mức lãi 10% thì 10% này nó sẽ chỉ được tính trên 11 triệu thôi. Tức là sau 1 năm cái lãi của bạn nó sẽ chỉ là 1,1 triệu cộng với cái vốn đầu tư thực tế là 11 triệu. Thì tức là hết 1 năm chúng ta sẽ có trong tài khoản là khoảng tầm 12,1 triệu so với cái vốn gốc ban đầu mà chúng ta đưa vào là 25 triệu, thì rõ ràng là chúng ta đang bị lỗ đúng không ạ? Thì nếu mà chúng ta so sánh theo kiểu đó thì, và đặc biệt là tham gia trong ngắn hạn nữa, thì chắc chắn là đa phần trường hợp là chúng ta sẽ lỗ. Và theo mình thì nếu mà các bạn có cái suy nghĩ như vậy, hoặc là các bạn vẫn chưa hiểu về cách rõ về cách tính lãi lỗ như mình vừa chia sẻ, thì theo mình thì các bạn chưa nên tham gia sản phẩm an thị đầu tư này, đặc biệt là tham gia với mục đích là để tích lũy đầu tư. Cái trường hợp thứ ba nữa mà theo mình nghĩ là các bạn cũng sẽ nên cân nhắc để xem là có nên mua sản phẩm an thị đầu tư hay không, đó chính là nếu mà các bạn chỉ có cái nhu cầu là thuần bảo hiểm thôi. Thì thuần bảo hiểm thôi ở đây, ý mình ở đây nó sẽ là thường là bao gồm những cái nhu cầu của bạn, đó là đi khám hay là đi nằm viện do ốm đau bệnh tật thì sẽ được chi trả, hay là đi hay là do tai nạn hay là phẫu thuật gì đó vân vân thì sẽ được công ty bảo hiểm chi trả. Thì tất cả các cái nhu cầu này, các trường hợp này thì các bạn đều có thể được đáp ứng bằng một cái sản phẩm mà chúng ta hay gọi đó là sản phẩm bảo hiểm sức khỏe, hay còn gọi là cái thẻ sức khỏe đấy. Đối với Dai Chi thì chúng ta có cái sản phẩm bảo hiểm sức khỏe toàn cầu thì nó sẽ có đáp ứng được các nhu cầu như thế này. Tuy nhiên nếu mà tham gia sản phẩm của Dai Chi và muốn tham gia cái thẻ sức khỏe, muốn được đáp ứng cái nhu cầu này, thì các bạn sẽ cần phải tham gia thêm một sản phẩm chính, mà cụ thể hơn đây nó chính là cái sản phẩm an thị đầu tư, như là một cái điều kiện cần để các bạn có thể là mua cái thẻ sức khỏe đó. Thì đối với phần bảo hiểm của sản phẩm chính an thị đầu tư thì nó chỉ có hai quyền lợi chính, đó là về tử vong, tức là về bảo hiểm sinh mạng, và cái thứ hai là liên các trường hợp liên quan đến thương tật toàn bộ vĩnh viễn. Thì thông thường đối với một gói sản phẩm bao gồm một sản phẩm chính như vậy và một cái thẻ sức khỏe, thông thường nó sẽ vào khoảng tầm 15 đến 20 triệu đồng một năm. Tất nhiên đây thì mình đang nói một con số chung chung thôi. Còn phí đóng của một gói đồng tế thì nó sẽ phụ thuộc vào khá nhiều yếu tố, ví dụ như là cái độ tuổi của cái người tham gia bảo hiểm. Nhưng mà độ tuổi càng lớn thì phí nó sẽ càng có thể là sẽ cao hơn. Hoặc là trong gói bảo hiểm đó thì các bạn kèm thêm nhiều sản phẩm bổ sung hay là kèm thêm nhiều người được bảo hiểm bổ sung. Thì quay trở lại đối với cái ví dụ này ở đây thì rõ ràng là với trường hợp này thì rõ ràng là các bạn đang phải đóng phí nhiều hơn, đang phải bỏ ra nhiều tiền hơn để đáp ứng cái nhu cầu để được bảo hiểm sức khỏe. Tức là rõ ràng là chúng ta chỉ có cần cái nhu cầu ở trên này thôi. Có thể một số người thì không quan tâm lắm đến cái vấn đề bảo hiểm sinh mạng ở cái thời điểm này.
Nhưng mà bởi vì để mà được hưởng cái quyền lợi này thì chúng ta lại phải cần mua kèm cả cái sản phẩm chính này, nó dẫn đến cái việc là phí đóng nó sẽ cao hơn. Thì về lý thuyết mà nói thì đối với một gói bảo hiểm như thế này, một gói an thịnh đầu tư như thế này với một sản phẩm chính và các cái thẻ sức khỏe thì các bạn vẫn có thể sử dụng cái sản phẩm đó với mục đích là thuần bảo hiểm. Chỉ đơn giản là chúng ta sẽ không quan tâm đến cái phần tích lũy của sản phẩm chính an thịnh đầu tư thôi. Tuy nhiên trong một số trường hợp thì một số khách hàng thì mức phí 15-20 triệu này thì nó cũng có thể là nó hơi cao so với họ trong thời điểm đó. Mà nếu mà họ vẫn có cái nhu cầu là được bảo hiểm sức khỏe như thế này thì sẽ có một vài cái phương án khác để các bạn có thể là lựa chọn với mức phí nó thấp hơn. Ví dụ như là các cái loại thẻ sức khỏe mua rời. Các cái thẻ sức khỏe mua rời thì các bạn có thể tham khảo vào rất nhiều các bên các công ty bảo hiểm nhân thọ, ví dụ như là VBI, PVI, Pacific Cross hay là Bảo Việt cũng có, vân vân. Thì đối với mình thì mình cũng có chia sẻ về một số sản phẩm bảo hiểm sức khỏe mua rời hay là cái thẻ sức khỏe mua rời ấy, của một số bên, ví dụ như là của VBI hay là của Pacific Cross. Thì các bạn nếu mà quan tâm thì các bạn có thể tham khảo thêm ở trên các video ở trên kênh của mình. Và thông thường thì đối với cái sản phẩm này thì ở với một mức phí khoảng tầm từ 2 triệu hay là đến 5 triệu một năm cho một người thì các bạn cũng đã có một cái hợp đồng, một cái gói bảo hiểm sức khỏe cũng khá là ổn rồi. Và mình nghĩ là cũng có thể đáp ứng được cái nhu cầu của bạn ở mức nào đó. Là rõ ràng nếu mà chỉ cần nhu cầu đi khám sức khỏe thì và với mức phí mà thấp nhất thì những cái thẻ sức khỏe mua rời như này thì nó sẽ có lợi ít nhất là về mặt kinh tế cho các bạn hơn ở thời điểm hiện tại. Còn tất nhiên sau này nếu mà các bạn cũng có nhu cầu để tham gia các sản phẩm có bảo hiểm, ví dụ như của an thị đầu tư, thì chúng ta vẫn có thể lựa chọn sau này mà khi mà cái khả năng tài chính của chúng ta nó tốt hơn. Tóm lại đối với cái trường hợp thứ ba này thì như mình đã nói, các bạn có thể tham gia một gói an thị đầu tư bao gồm sản phẩm chính và sản phẩm bổ sung là thẻ sức khỏe để đáp ứng được nhu cầu thuần bảo hiểm. Tuy nhiên nếu mà để xét về tính kinh tế hơn nữa và chỉ để bỏ ra một mức phí nó thấp hơn để đáp ứng cái nhu cầu là bảo hiểm sức khỏe thì các bạn có thể cân nhắc để tham khảo để xem xét những cái sản phẩm sức khỏe mua rời như mình đã vừa chia sẻ phía trên này. Thì trên đây là ba cái trường hợp mà mình nghĩ là các bạn nên cân nhắc để trước khi là đặt bút ký để tham gia cái sản phẩm an thịnh đầu tư. Đó là nếu mà các bạn chỉ dự định tham gia trong ngắn hạn hay là khi mà các bạn mong muốn được đầu tư tích lũy nhưng mà lại chưa hiểu rõ về cách tính lãi lỗ của cái sản phẩm an thịnh đầu tư này. Và một trường hợp thứ ba nữa đó là khi mà cái nhu cầu của bạn chỉ đơn thuần là về bảo hiểm sức khỏe thì các bạn có thể lựa chọn các sản phẩm thẻ sức khỏe mua rời với mức phí nó sẽ thấp hơn để có thể tiết kiệm hơn ở trong thời điểm hiện tại. Nếu các bạn có câu hỏi hay là có thắc mắc gì thì các bạn có thể để comment ở phía bên dưới. Cuối cùng như mọi khi, nếu các bạn thấy video này hay và có ích thì các bạn hãy bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ mình. Xin chào.